Ngày 4 tháng 8, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi giới chức trách nước này duy trì cảnh giác để phòng nguy cơ lũ lụt trong bối cảnh dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục chút xuống một số khu vực trong những ngày tới. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia này, dù lượng mưa tổng thể trên cả nước sẽ giảm trong 3 ngày tới, nhưng dự báo vẫn có thể đo được lượng mưa đáng kể ở khu vực phía Đông Bắc, lưu vực sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và tỉnh Vân Nam. Nhà chức trách nhận định tình trạng kiểm soát lũ lụt vẫn còn nhiều thách thức mực nước vẫn cao, vượt mức cảnh báo tại sông Liêu Hà cũng như ở một đoạn sông Tùng Hoa, hai sông ở phía Bắc Trung Quốc. Do đó, yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục khó khăn, tiếp tục kiểm tra, bảo vệ các đoạn kè nguy hiểm, kêu gọi duy trì cảnh giác trước thảm họa thứ cấp do mưa lớn và lũ lụt gây ra, siết chặt quản lý các danh lam thắng cảnh, ven sông cũng như các tuyến đường chính gần sườn núi và vách đá. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường công tác thoát nước và phòng chống dịch bệnh cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng sau thảm họa. Trước đó, 4 người đã thiệt mạng và 23 người mất tích tính đến 23 giờ đêm mùng 3 tháng 8 sau khi một trận lũ quét lở đất tấn công thành phố Khang Định ở phía tây nam tỉnh tứ xuyên vào sáng cùng ngày. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến với cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt nhà nước cũng như cơ quan khí tượng, thủy lợi và tài nguyên thiên nhiên để chỉ đạo việc kiểm soát lũ lụt ở các khu vực trọng điểm như nội Mông Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tháng 7 năm 2024 là tháng nóng nhất lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho hay, thời tiết khắc nghiệt hơn sẽ xảy ra ở Trung Quốc vào tháng 8, với nhiều khu vực dự kiến mưa nhiều hơn so với cùng kỳ những năm trước. Ông Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, các nhà dự báo bão của Trung tâm nhận định có khả năng có tới 3 cơn bão đổ bộ Trung Quốc trong tháng 8, thêm vào đó, hạn hán dự kiến xảy ra ở vùng Trung du và hạ lưu sông Dương Tử ở miền Trung Trung Quốc. Ông kêu gọi có các biện pháp như gieo mây để đảm bảo hoa màu phát triển. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định số 101 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu tài sản gắn liền với đất đai và hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, việc xem xét cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu sẽ rút ngắn 7 ngày làm việc so với trước Trước đây, thời gian giải quyết đối với trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các khu vực vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 8, thời gian cấp sổ đỏ sẽ được rút ngắn so với quy định trước đó. Theo đó, thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Như vậy, tổng thời gian kể từ khi nộp hồ sơ cho tới khi nhận giấy chứng nhận sẽ là không quá 2-3 ngày làm việc. Người dân không nộp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa cấp huyện như trước đây mà nộp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định. Việc đẩy nhanh thời hạn có hiệu lực chính thức sẽ tạo ra hành lang pháp lý mới, giúp nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thị trường, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề như là định giá đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện đề án nhà ở xã hội, từ đó góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là luật mới này có nhiều điểm mới có lợi cho người dân và doanh nghiệp. Luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai năm 2023 và bổ sung mới 78 điều. Luật đất đai năm 2024 có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá quan trọng, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý sử dụng đất đai. Bỏ không giá đắt đi và ban hành bản giá đắt sau đó sẽ điều chỉnh hàng năm và áp dụng bản giá đất trong rất nhiều trường hợp xác định như vụ tài chính thì tôi nghĩ rằng đây là cái thay đổi rất quan trọng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quyền nghĩa vụ của người dân về chế độ sử dụng đất luật đất đai năm 2024 mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân lên không quá 15 lần so với hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất của địa phương nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có năng lực về vốn, khoa học kỹ thuật có quyền tiếp cận đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp hóa, hạn chế tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng đất nông nghiệp manh mún không hiệu quả. Mới có thông báo về thu hồi đất là nghị định 43 là cho rằng là không bà con không được cấp giấy nhận quyền đất. Nhưng mà hiện nay luật đất đai 2024 là cái điều kiện mà không được cấp giấy thì nó không đưa cái nội dung này vào và thứ hai nữa là luật đất ra lần này là thông báo luật đất là có thời hạn cụ thể tức là một năm hoặc kéo dài lắm thì hai năm chứ không phải là thông báo rồi, rồi, rồi bỏ mặt hay là, 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 là không, không có thời hạn để rồi nó cản trở cái quyền lợi ích chính đáng của bà con Luật đất đai năm 2024 cũng quy định cụ thể về thời điểm định giá đất để đảm bảo việc áp dụng và thực hiện các quy định của pháp luật rõ ràng, công bằng trong quá trình định giá đất, ổn định tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm và khống chế tỷ lệ tăng tiền thuê đất so với chu kỳ trước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong hạch toán lên kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh. Chỉ công nhận chứng thực trước ngày 1 tháng 7 2, 2004 thôi. Như vậy khoảng thời gian khá dài như thế, khoảng khoảng cách khá dài thì nhận như vậy quyền lợi rất nhiều trường hợp người dân trước khi không đủ điều kiện được công nhận, nhưng nay sẽ đủ điều kiện được công nhận. Như vậy quyền lợi người dân sẽ được ghi nhận. Luật đất đai năm 2024 với nhiều nội dung có thể thực hiện ngay mà không chờ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để luật đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn nhằm góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước thực hiện hóa mục tiêu của cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Góp ý về sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tư pháp cho rằng hiện đối tượng chịu thuế tại dự thảo cơ bản kế thừa quy định hiện hành. Các bộ ngành đề nghị bỏ xăng, điều hòa ra khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bộ ngành đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá toàn diện hơn để có cơ sở đề xuất loại bỏ một số mặt hàng đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ra khỏi đối tượng đánh thuế. Cơ quan này dẫn ví dụ xăng E5 E10 là loại nhiên liệu có hàm lượng 5% 10% cồn sinh học là đầu vào của nhiều ngành sản xuất nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt có thể không còn phù hợp. Tương tự, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng khoáng nhưng có thể sẽ xem xét điều chỉnh tăng thuế xuất bảo vệ môi trường để phù hợp với mục tiêu đánh thuế. Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI từng nhiều lần đề nghị nhà chức trách nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng do không phải hàng xa xỉ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng gồm cả xăng sinh học là phù hợp, chưa thể bỏ trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu, cam kết giảm phát thải dòng về không vào năm 2050. Quy định này nhằm điều tiết tiêu dùng với mặt hàng cần sử dụng tiết kiệm phù hợp thông lệ quốc tế.